Sao Hoàng Nhật xin chào các bác. Ngày hôm nay lên sóng phục vụ các bác một con máy cao cấp nhất của Panasonic trong cái phân khúc mẫu này. Đối với cái mẫu như thế này thì đây TR9 là một cái con cuối cùng của cái dòng model Panasonic NPTR9. Một con màu trắng đẹp xuất sắc phục vụ các bác. Các bác nào đang có nhu cầu mua máy rửa bát thì các bác có thể tham khảo con này. Đây là một cái model cao cấp này, đẹp luôn, máy màu trắng long lanh, hình thức đã được làm đẹp tất cả các bộ phận. Các bác vừa dùng vừa trưng bày trang trí. Panasonic TR9 thông số đây coi nhé, năm sản xuất 2016. Đối với dòng máy này thì nó cũng không có gì khác biệt với các cái tính năng đối với cả các cái dòng TR3, 5, 6, 7, 8. Từ 8 đến 9 thì mẫu mã thay cánh cửa, hai cánh cửa này giống hệt nhau. Đấy. Các cái cánh này các bác có thể lắp sang 6, 7 được. Vì nó thiết kế cùng chung cỡ hết. Đấy. Các chức năng trên bảng điều khiển thì cũng không có gì thay đổi. Đấy. Thời gian sấy các thứ chức năng đầy đủ như nhau thôi nhé. Bên trong nội thất thì cũng y hệt như các mẫu kia thôi. Nói chung là chỉ khác nhau về đời, về cơ bản thì không có gì khác biệt. Một con TR9 đã được vệ sinh sạch sẽ, góc cạnh ngon lành, găng chỉ đẹp, khay để bột rửa thôi nhé. Máy vừa vệ sinh xong chứ vẫn còn rửa test, vẫn còn ít xà phòng. Một con máy chạy đẹp, ok, còn là giá đợt này cũng rất tốt thôi nha. Con này hiện tại em đang bán là 9,8 triệu, giá chỉ nhỉnh hơn TR8 trước một chút thôi. TR9 này có những cái thời điểm lên giá 12 triệu, 11,5 triệu, 11 triệu, 10,5 triệu, bây giờ đang bán 9,8 triệu. Nhập được giá tốt thì bán cho các bác giá tốt nhé. Các bác nào muốn một con máy cao cấp nhất trong cái phân khúc này thì các bác alo, giá 9,8 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đổi nguồn không phải nhiều bác nghĩ là đổi nguồn được trong máy này đâu ạ, mà nó là đi kèm cái biến áp cắm rời bên ngoài. Đấy. Về cái lắp đặt của cái máy này thì rất đơn giản thôi. Các bác mua cho một cái khóa này, cài cái ống vào đây, ống này là ống của máy giặt nhé. Đấy. Khi các bác mua thì có đủ ống đi kèm. Đằng sau này đây, xoáy vào đây, vị trí này để nó thoát, dây xanh để tiếp đất. Đấy. Ống thì em có ống đi kèm cho các bác đầy đủ. Các bạn đang tìm một chiếc máy chất, máy ngon lành, máy đẹp thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.